cưỡi khủng long, truy sát giòm và cái kết. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Giòm nha. Ối, giòm bị xây lén mọi người ạ. Giòm vẫn chưa xác định được vị trí địch. Giòm vừa được hồi sinh xuống, vẫn chưa lút được máu mọi người ạ. Thanh niên sấy trộm giòm, trốn đâu mất tiêu rồi nhỉ? Thôi, giòm chạy vào nhà lút thêm ít máu đã. À, giòm thấy rồi nha, hình như cũng đang đi tìm giòm. Để giòm móc thật xa mép phải, để bắt sống thanh niên này. Sấy trộm mà hụt, thì xác định với giòm rồi. Giòm có bán tai nghe Bluetooth và quạt tản nhiệt sò lạnh, mọi người mua ủng hộ giòm với nhé. Giỏ hàng, giòm để phía dưới, góc trái màn hình đấy ạ. Giòm làm lon nước, để lên máu, nghèo thật sự mọi người ạ. Vẫn chưa thấy thanh niên địch đẩy lên nhỉ, chắc vẫn nghĩ giòm đang ở trong khu nhà. Có tiếng súng, hình như thanh niên lụm con bát thì phải. Giòm tiếp tục móc phải, chắc thanh niên này phải bất ngờ lắm đây. Á, à, giòm thấy rồi nha, thanh niên vẫn đẩy lên khu nhà kia mọi người. Giòm xin, giòm móc xa thế sao mà không được. Ối, có khủng long TZ, giòm đang định lên lút ít đồ, toang rồi mọi người ạ. Hên quá, giòm chưa bị dẫm phải. Gặp khủng long bạo chúa, mọi người chạy nhanh vào nhà để tránh nhé. Chứ núp sau góc cây hay tảng đá không ăn thua đâu ạ. Thanh niên cưỡi khủng long vẫn cố truy sát giòm. Chắc đang cay cú lắm, dẫm giòm vài lần rồi mà không trúng. Giòm đang yếu quá, khu nhà này lại không có máu nước gì cả. Khủng long vẫn lượn lờ, vẫn chưa chịu bỏ đi mọi người ạ. Tha giòm con đường sống đi ạ, giòm hứa sẽ không bắn phá khủng long của bạn đâu. Mark the location. Mark the vehicle. Thanh niên hết kiên nhẫn, nhảy xuống khủng long định solo với giòm rồi. Giòm ra bờ tường núp, đợi thanh niên chạy chống giòm lụm. I'm scanning for supplies. Thanh niên này tỉnh phết, lại lên khủng long tìm giòm nữa rồi ạ. Tưởng bỏ khủng long, giòm nhảy luôn. Bỏ đi thì giòm lại tiếp tục vào nhà. Thanh niên này chơi bẩn thế nhỉ, dẫm nổ luôn con xe, định không cho giòm vào bo đây mà. Thế thì, giòm sấy luôn con khủng long của bạn nhé. Có giỏi, thì nhảy xuống solo tay đôi với giòm nè. Khủng long khá yếu rồi ạ, thanh niên này chắc cũng mất kiên nhẫn rồi. Thanh niên nhảy xuống, quyết khô máu với giòm rồi ạ. Giòm xin. Mọi người mua tai nghe Bluetooth và quạt tản nhiệt sò lạnh ủng hộ giòm với nhé. Giỏ hàng, giòm để phía dưới, góc trái màn hình đấy ạ. Giòm nhảy luôn con khủng long, để đi quét mắt tiếp đây. Nhấn like và đăng ký kênh YouTube ủng hộ giòm với nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.